Kính thưa quý vị và các bạn, tôi là kiến trúc sư Huỳnh Xuân Hải và hôm nay tôi xin phép được giới thiệu đến tất cả quý vị một trong những công trình mà Kiến Thiết Việt đã từng kiến tạo. Với một căn biệt thự mang phong cách tân cổ điển tại quận 10. Căn biệt thự này với chiều cao một trệt, hai lầu và một sân thượng. Và để quý vị hãy hình dung xem thẳng mà đối với một công trình tân cổ điển thì nó có những đặc điểm gì quý vị nhé. Và xin mời quý vị hãy cùng theo tôi. Trước khi tham quan nội thất bên trong, mời bạn đến với khoảng sân bên hông nhà. Đây là khu vực để xe của cả gia đình và khách đến chơi nhà. Dọc hai bên tường, gia chủ trồng các loại hoa để thêm màu sắc và sinh động. Tiểu cảnh hòn non bộ được trang trí ở góc sân vừa thẩm mỹ, vừa mang đến năng lượng tích cực có ý nghĩa về mặt phong thủy cho gia chủ. Thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển, những thức cột, đường phào chỉ và các hình khối kiến trúc đặc trưng được ứng dụng làm toát lên vẻ đẹp sang trọng. Mặt tiền ốp hoàn toàn bằng đá mang đến cảm giác vững chãi, an toàn. Vào bên trong, bạn có thể cảm nhận ngay căn phòng khách có diện tích khá rộng. Bên ngoài cổ điển, nhưng bên trong nội thất đều mang màu sắc hiện đại. Đây là nơi gia đình tụ họp quây quần, nơi gia chủ gặp gỡ và đón tiếp người thân, bạn bè. Với tông màu trung tính dịu nhẹ, mang đến cảm giác bình yên. Gia chủ đặc biệt yêu thích thể loại tranh dán tường để thêm điểm nhấn cho không gian. Lấy cảm hứng từ những vòm nhà theo kiến trúc cổ điển châu Âu, trần phòng khách được trang trí bằng tranh dán mô phỏng bầu trời và họa tiết kiến trúc cổ điển, kết hợp cùng chiếc đèn chùm pha lê tạo cảm giác tráng lệ và sang trọng. Mời bạn di chuyển đến gian bếp của căn nhà, với hệ tủ kệ được làm hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, thiết kế theo kiểu bếp chữ L ôm trọn góc tường. Với hệ tủ kệ và phụ kiện rất hiện đại và tiện nghi, là trợ thủ đắc lực cho chị chủ nhà trong những công việc bếp núc. Các đường chỉ được chạm khắc trên cánh tủ, phần nào giữ được sự nhất quán cho không gian theo phong cách thiết kế tân cổ điển. Theo yêu cầu của gia chủ, ngôi nhà được thiết kế thành 4 phòng, gồm phòng ngủ master ở tầng trệt, 3 phòng ngủ còn lại ở tầng 2 và 3. Không gian này là phòng ngủ master của vợ chồng gia chủ ở tầng trệt. Với các nội thất hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, ứng dụng hiệu quả các sản phẩm nội thất bằng gỗ, từ sàn nhà, hệ tủ kệ đến vách đầu giường, mang giá trị thẩm mỹ cao cho căn phòng. Tông màu nâu gỗ chủ đạo khiến bầu không khí trở nên ấm cúng, cụm hệ ánh sáng vàng giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ. Khu vườn ở ban công và sân thượng là nơi gia chủ sưu tầm các loại cây cảnh và cây ăn trái. Tương lai, nơi đây sẽ là khu vườn sum suê cây và hoa, vừa mang giá trị thẩm mỹ, vừa giúp giảm bức xạ nhiệt cho ngôi nhà. Để sở hữu một không gian kiến trúc nội thất tiện nghi, đầy tính thẩm mỹ, hãy liên hệ ngay Kiến Thiết Việt để được tư vấn chi tiết các bạn nhé. Chúng ta vừa tham quan một công trình với phong cách tân cổ điển. Nếu quý vị thấy rằng những đoạn video của chúng tôi hữu ích, xin mời quý vị hãy đăng ký bên dưới để được xem những công trình tiếp theo quý vị nhé. Và sau đây xin chào và hẹn gặp lại.